Khi mà chúng ta bắt đầu có mục tiêu và chúng ta bắt đầu đặt cho mình những cái câu hỏi, thì khi đó thì bắt đầu mình mới tìm ra được cái vấn đề của mình. Và mình đặt cái câu hỏi như sau, đó là tôi làm cái công việc của tôi để làm gì, đúng không ạ? Có hai câu hỏi mà có hai câu hỏi mà làm cho chúng ta thấy rằng là gì ạ, là chúng ta bị gặp vấn đề. Câu hỏi thứ nhất Huy tự hỏi mình đó là gì ạ? Nếu như mà không có tiền, tôi có làm cái công việc mà tôi đang làm hay không? Câu trả lời mình bảo là không. Nếu mà có rất rất nhiều tiền thì tôi còn làm cái công việc mà tôi đang làm hay không? Câu trả lời của tôi là không. Thế mình hỏi, thế tôi làm cái công việc của tôi đang làm để làm gì nhỉ? Lúc đấy mình mới phát hiện ra, mình làm để vì tiền. Mình làm vì tiền, đúng rồi. Mình làm vì tiền tức là mình đang bị đồng tiền nó điều khiển mình. Mình làm vì tiền thì tức là mình vẫn đang bị phụ thuộc vào tiền, lệ thuộc vào tiền, nô lệ vì tiền. Cho nên anh chị em chúng ta không quan trọng chúng ta làm cái gì đâu anh chị em. Không quan trọng là mình làm gì đâu. Đừng nghĩ là chúng ta làm Junet là chúng ta đã thành công đâu. Không có đâu. Có rất nhiều người làm Junet vì tiền thì họ cũng sẽ bỏ Junet vì tiền. Không quan trọng làm cái gì, mà cái quan trọng nhất của chúng ta đó là gì ạ? Làm vì ai? Làm vì ai? Ok không ạ? Thế thì khi mà chúng ta đặt mục tiêu, tất nhiên mục tiêu nó phải có mục tiêu tài chính, mục tiêu nó phải về tiền, có tiền trong đó. Nếu mà chúng ta không đạt được tiền, mà chúng ta làm vì tiền mà chúng ta không đạt được cái bước tiền như chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta nhìn thấy những người xung quanh họ đi rất là nhanh, họ tiến rất là nhanh, họ kiếm được số tiền mà họ đang có, nhưng mà chúng ta vẫn làm mãi vẫn không đạt được số tiền giống như họ có, cho nên chúng ta lại bỏ cuộc. Rồi có rất nhiều người đang làm cùng với chúng ta họ sẽ bỏ cuộc anh chị em, bởi vì họ không biết cái điều này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ vẫn làm vì tiền. Làm vì tiền tức là mình đang bị phụ thuộc vì tiền. Nếu như mà chúng ta có đang kiếm được 5 triệu, 10 triệu một tháng thì đây rõ ràng là vấn đề rất lớn. Bởi vì cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn. Có đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta cố gắng nỗ lực làm đúng cách thì chúng ta có thể kiếm được 50 triệu một tháng. Tuy nhiên khi chúng ta đã kiếm được 50 triệu một tháng thì chúng ta muốn kiếm hơn chứ, đúng không ạ? Chúng ta muốn kiếm 200 triệu một tháng, kiếm 500 triệu một tháng, kiếm 1 tỷ một tháng, 2 tỷ một tháng. Nhưng mà khi mà chúng ta kiếm được 2 tỷ một tháng rồi thì tiền nó đâu còn ý nghĩa nữa đâu anh chị em. Đúng không? Tiền nó đâu còn phải là mục tiêu của chúng ta nữa đâu. Khi mà chúng ta có 2 tỷ một tháng thì tại sao chúng ta vẫn tiếp tục làm việc? Tại sao chúng ta vẫn tiếp tục làm? Thì đấy chính là cái lý do mà chúng ta nên bắt đầu cái công việc mà chúng ta đang làm. Khi nào mà chúng ta đạt mục tiêu là 2 tỷ một tháng, tiền nó không còn phải vấn đề của chúng ta nữa, mà chúng ta vẫn làm, thì đấy chính là cái lý do tốt mà chúng ta nên bắt đầu. Còn nếu mà chúng ta chỉ bắt đầu vì tiền thì khi có đủ tiền thì chúng ta sẽ dừng lại. Và thực tế là như này, không bao giờ chúng ta đạt được cái số tiền đó. Không bao giờ chúng ta đạt được số tiền đó. Vì khẳng định với anh chị em luôn, nếu mà chúng ta chỉ làm vì tiền, không bao giờ chúng ta đạt được con số đó. Mà rõ ràng chúng ta phải làm khác đi. Phải làm khác đi. Ngay từ đầu chúng ta phải làm khác đi. Đó là cái quá trình sửa. Có rất nhiều người sai nhưng mà không có sửa. Rất nhiều người sai nhưng không có học tập để phát triển bản thân, để hiểu ra mình sai cái chỗ nào để mà mình sửa. Có nhiều người cứ gặp đi những cái vòng lặp đi lặp lại như vậy. Biết là mình sai nhưng mà không biết sửa ở đâu. Còn nhiều người thì không biết là mình sai cơ. Đúng không ạ? Thế thì khi mà mình biết là mình sai thì đã là một cái quá trình gì ạ? Đã khiến cho mình gì ạ? Mở ra một cái vòng lặp mới rồi. Biết là mình sai thì đã gì ạ? Đã giúp mình mở ra một cái vòng lặp mới. Vòng lặp nhỏ nhất đó là gì ạ? Mình làm xong mình không đo lường, không biết là mình sai ở đâu ấy.
không biết là mình có sai hay không ấy, thì cái trường hợp này rất nhiều. Tuy nhiên khi mà mình bắt đầu mình biết là mình sai ấy, thì cái vòng lặp này nó được phá hủy. Đấy. Cho nên là cái đầu tiên để mà chúng ta phá vỡ cái vòng lặp của mình, đó là gì ạ? Mình phải nhận ra là mình đang sai ở chỗ nào đó, khiến cho mình chưa đạt được kết quả như mình mong muốn, chưa đạt được cái thành công như mình mong muốn. Mình phải nhận ra là gì ạ? Mình sai ở chỗ nào đó. Đúng không ạ? Nhưng mà sau khi mà mình nhận ra mình sai rồi ấy, thì mình phải gì ạ? Mình phải sửa. Mình phải sửa. Có rất nhiều người biết là mình đi sai đường nhưng mà không biết sửa như nào, nên là gì ạ? Vẫn lặp lại cái vòng lặp cũ. Đấy, vẫn lặp lại cái vòng lặp cũ. Cho nên là gì ạ? Cái người nào mà học tập phát triển bản thân nhanh hơn, cái người nào sửa chữa nhanh hơn thì người đấy có khả năng thành công nhanh hơn. Đúng không ạ? Cái người nào mà có khả năng thẩm thấu các cái kiến thức, có khả năng học tập cao thì cái người đó có khả năng tự nhận ra, nhận thức ra cái gì ạ? Cái vấn đề của mình để mà gì ạ? Để mà sửa. Nhận ra cái sai của mình để mà sửa. Đó. Thế thì khi mà chúng ta sửa rồi thì chúng ta phải quay lại chúng ta làm lại, đúng không ạ? Sửa rồi thì quay lại làm lại, và làm lại ở một cái gì ạ? Một cái tâm thế khác, một cái tư thế khác, một cái mục tiêu khác. Nếu mà chúng ta biết rằng là mục tiêu của chúng ta đang gì ạ? Nhỏ, mục tiêu chúng ta đang không có, cho nên chúng ta làm nó bị sai, thì việc của chúng ta là gì ạ? Là phải sửa. Khi mà Huy bắt đầu đi học thì thầy của Huy nói rằng là gì ạ? Mình phải đặt ra cái mục tiêu, thì khi đó mình biết là mình sai rồi, cho nên là mình phải sửa. Và việc của mình là gì ạ? Trước khi mình làm việc, trước khi mình làm thì mình phải đặt mục tiêu. Bao nhiêu anh chị em từ bây giờ trở đi sẽ đặt mục tiêu cho mình trước khi mình bắt đầu công việc thì comment xuống là số 3, số 4, số 4 giúp Huy, đúng không ạ? Số 4. Comment số 4 giúp Huy. Nếu như mà từ bây giờ trở đi mình bắt đầu công việc, mình phải đặt mục tiêu trước. Chúng ta nghe rất nhiều cái phòng Zoom nói về cách đặt mục tiêu rồi, đúng không ạ? Làm sao để đạt mục tiêu, đúng không ạ? Rồi đặt mục tiêu smart như nào, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không biết lý do tại sao chúng ta phải đặt cái mục tiêu. Đây chính là cái lý do mà chúng ta phải đặt mục tiêu. Anh chị em mà không có mục tiêu, chúng ta sẽ không đạt được cái điều gì hết. Và chúng ta lại lặp lại cái vòng lặp nhỏ. Đó là làm mà không đo lường, làm mà không biết mình làm đúng hay làm sai. Được không ạ? Không có mục tiêu thì mình sẽ không biết đúng hay sai. Nhưng có mục tiêu rồi thì vẫn gì ạ? Vẫn sai như thường. Mục tiêu nó chỉ là cái thứ để chúng ta biết được chúng ta đi đúng hay sai thôi. Mục tiêu nó chỉ giúp cho chúng ta biết là chúng ta đi đúng hay sai. Và khi mà chúng ta biết là chúng ta đi sai cái mục tiêu thì chúng ta phải sửa ngay. Đấy. Cho nên là gì ạ? Phải liên tục sửa. Liên tục đo lường cái kết quả của mình để mà gì ạ? Sửa càng nhanh càng tốt. Và cái vòng lặp này làm sai sửa này phải biến nó thành một cái vòng lặp mà nó quay càng nhanh càng tốt. Có những người cái vòng lặp sai sửa này nó chỉ diễn ra trong vòng một ngày, có người trong vòng một tháng, có người trong vòng một năm, có những người cả đời vẫn chưa đạt được. Đó. Ok. Và khi mà chúng ta làm nhiều rồi, chúng ta sai nhiều rồi, và chúng ta sửa nhiều lần thì làm sao? Mỗi lần sửa thì cái tỷ lệ mà sai chúng ta giảm xuống. Đầu tiên, cái lần đầu tiên khi mà chúng ta làm ấy, thì tỷ lệ mà sai sót của chúng ta ấy, là khoảng 99%. Khoảng 99% hoặc là 95% tùy phúc đức mỗi người. Có một số người ấy, thì may mắn đạt được kết quả. Anh chị em nhé. Có một số người may mắn đạt được kết quả. Thì cái may mắn đạt được kết quả này cũng thực ra cũng không phải là may mắn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ có một cái vòng lặp trước đó rồi. Họ có cái vòng lặp trước đó rồi. Họ đã có cái sự sai sửa rất nhiều lần trước đó rồi. Cho nên họ làm bây giờ nó chỉ là thay đổi công việc thôi. Chứ còn cái vòng lặp của họ đã được gì ạ? Đã được lập trước đó rồi. Thậm chí là gì ạ? Lập trước đó nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Họ đã sai, họ sửa nhiều kiếp trước rồi anh chị em ạ. Và kiếp này ấy, là gì ạ? Họ có những cái kết quả. Đó. Nhưng mà cái kết quả này nó không có bền vững anh chị em ạ. Cái kết quả mà họ đạt được từ những cái gì ạ? Những cái vô thức, tức là họ không biết tại sao nó họ đúng cả, không biết tại sao có kết quả.
bởi vì họ đã có những cái gọi là tu luyện ở trước đó mà họ cũng không để ý. Ví dụ như này, nếu mà chúng ta sống trong một cái gia đình mà bố mẹ có một cái trí tuệ thì cái con cái của họ cũng được gì ạ, cũng được dạy dỗ theo các vòng lặp mà đã gì ạ, làm sai sửa trước đó rất nhiều lần. Chúng ta cứ để ý mà xem, trong một gia đình mà gì ạ, bố mẹ dạy dỗ con cái một cách đàng hoàng tử tế, nó có phương pháp, nó có đúng cách, thì trẻ con nó sẽ gì ạ, nó sẽ có cách làm nó đúng hơn, nó đúng hơn đấy. Cho nên khi mà nó có cách làm đúng rồi thì làm cái gì nó cũng đúng anh chị em. Khi mà nó có một cái tư duy đúng thì nó làm cái gì cũng đúng, còn nó tư duy sai làm cái gì nó cũng sai. Cho nên mình nói là gì ạ, không phải là chúng ta làm cái gì đâu ạ, không phải chúng ta làm cái gì đâu, mà cái tư duy để chúng ta làm công việc đó là đúng hay sai đó. Cái tư duy đúng thì làm gì cũng đúng, còn tư duy sai thì làm gì cũng sai đó. Đó là cái lý do tại sao chúng ta phải học về tư duy trong kinh doanh. Hôm trước Huy vừa đào tạo về cái chia sẻ về chủ đề về tư duy trong kinh doanh, bao nhiêu anh chị em cái hôm đó đã được tham dự chương trình về tư duy trong kinh doanh đó. Ok không ạ? Rồi thế thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta phải có mục tiêu này và sai sửa này, sau đó là chúng ta đo lường, mỗi lần sai chúng ta sửa, chúng ta gì ạ, giảm đi cái sai của mình và tăng cái khả năng đúng rồi của chúng ta lên, và mỗi lần như vậy là chúng ta gì ạ, dễ dàng có thể là gì ạ, có cái kết quả hơn. Và sau khi mà chúng ta có kết quả hơn ấy thì chúng ta ra một cái vòng lặp mới. À, khi mà chúng ta có thành công rồi, à chúng ta có thành công rồi, nhưng mà có một số người gì ạ, khi mà có thành công rồi nhưng mà không biết lý do tại sao mình thành công thì chúng ta là gì ạ, à lại rơi vào cái vòng lặp khác. Đó là chúng ta không có nhân bản, tức là không có tiếp tục cái thành công đó, cho nên là gì ạ, cái thành công này nó không bền vững, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thành công rồi nhưng mà chúng ta lại gì ạ, chỉnh mảng, chúng ta lại không không tiếp tục cái thành công nữa thì chúng ta là gì ạ, à chúng ta cũng bỏ cuộc. À, chúng ta không tập trung thì chúng ta cũng bỏ cuộc. Như vậy là có rất nhiều cái rẽ nhánh khác nhau. Có bao nhiêu cô bác anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay, trong quá khứ mình đã có những thành công vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là đáng ngưỡng mộ, vô cùng là đáng tự hào, nhưng đến bây giờ chúng ta lại không còn nó nữa, thì hãy comment số 5 giúp gì đúng không ạ? Những người nào mà đã có những cái thành công ở trong quá khứ rồi nhưng bây giờ mình không giữ được cái thành công đấy của mình không còn có, không 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 còn cái sự huy hoàng đó nữa, thì comment số 5 giúp gì ạ? Chắc chắn là có. Đúng rồi. Ừ, rất nhiều đúng không ạ? Đặc biệt là các cô bác lớn tuổi hiểu rõ cái điều này. Khi mình thành công rồi ấy, mình lại gì ạ? Mình lại chảnh mảng, mình không tập trung, mình lại nghĩ rằng là mình ngon rồi, mình giỏi rồi, mình không cần nhân bản nữa. Nhân bản ở đây là một cái quá trình học tập ở cái mức độ cao hơn. Nhân bản là một cái quá trình học tập ở mức độ cao hơn. Nó không phải là sửa sai nữa mà nó gì ạ? Nó giúp cho chúng ta có thể là gì ạ, à có thể là trao giá trị cho người khác nhiều hơn. Khi chúng ta thành công rồi chúng ta có một cái trách nhiệm, đó là gì ạ, là gì ạ, giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác thành công chính là một quá trình nhân bản anh chị em ạ. Giúp đỡ người khác thành công là một quá trình nhân bản. Nhưng có rất nhiều người thành công nhưng mà gì ạ, mà bo bo giữ cho riêng mình, cuối cùng là gì ạ, cuối cùng họ mất, họ không có gì ạ, không tạo ra thành một cái quy trình, không tạo ra nó thành một cái gì ạ, một cái hệ thống để mà có thể thành công nó trở nên viên mãn, thành công nó chỉ nó lại tiếp tục tiếp nối thành công, thì khi đó thì chúng ta sẽ thất bại. Đây là cái quá trình khi mà không nhân bản thì chúng ta sẽ thất bại và không tập trung và không gì không có đặt thêm cái mục tiêu mới thì chúng ta gì chúng ta cũng thất bại đó. Khi chúng ta thành công rồi thì chúng ta gì ạ, chúng ta cũng lại tiếp tục quay lại làm tiếp, thành công lại làm tiếp, thành công lại làm tiếp, nhưng mà cái quá trình làm này được nhân lên một cái level mới, cái quá trình làm này được nhân lên thêm một cái level mới, một cái mức độ mới, không phải làm theo cách cũ, không phải làm theo như là như cũ nữa. Tuy nhiên trong cái quá trình nhân bản này cũng có rất nhiều người cảm thấy khó và bỏ cuộc, bởi vì thực tế cái quá trình nhân bản này không hề dễ dàng chút nào. Cái quá trình để tạo ra cái sự thành công của người khác giống như mình không hề dễ dàng một chút nào. Cái quá trình để mà giúp đỡ người khác thành công giống như mình không hề dễ dàng một chút nào. Cho nên là gì ạ? Là chúng ta lại cảm thấy khó, chúng ta lại bỏ cuộc. Bởi vì nhiều người là gì ạ?
không có học tập để nhân bản, không học tập để phát triển bản thân, không có học tập để mà gì ạ, truyền lại kiến thức cho người khác, thì họ lại khó, họ lại bỏ cuộc. Đấy. Và chúng ta gì ạ, nhân n lần, tức là gì ạ, nhân bản n lần, thì mỗi lần chúng ta nhân bản này, thì chúng ta lại gì ạ, lại gặp một cái vấn đề mới, và chúng ta lại phải sai sửa, và chúng ta lại có những thành công mới. Đó. Thế thì đó là lý do tại sao mà bây giờ Huy tập trung vào cái quá trình là đào tạo anh chị em ạ. Nếu như mà anh chị em là một leader, leader is a teacher, lãnh đạo là gì ạ, là giáo viên, lãnh đạo là những người thầy. Nếu mà chúng ta muốn nhân bản cái bản thân mình, chúng ta muốn chia sẻ, muốn hướng dẫn người khác làm thành công giống như mình, thì mình phải trở thành cái người thầy, mình trở thành cái người leader, mình trở thành cái người đào tạo, mình trở thành cái người chia sẻ cho người khác. Không có cách nào mà thoát được, không có thể, không có cách nào mà tránh được. Và nếu mình biết cái điều này thì mình hãy làm cái điều này sớm hơn. Đường nào mình cũng gì ạ, cũng phải sai, mình làm nhiều hơn. Đường nào mình cũng sửa thì mình sửa nhiều hơn. Đường nào mình cũng phải học thì phải học nhanh hơn, đúng không ạ? Đường nào mình cũng phải gì ạ, đào tạo thì hãy trở thành cái người đào tạo sớm hơn. Định vị bản thân mình để mình trở thành cái người đào tạo. Bởi vì trở thành cái người đào tạo tức là trở thành cái người leader, trở thành cái người teacher. Đường nào cũng phải làm, đường nào cũng làm, hãy làm sớm hơn. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là đường nào mình cũng phải làm thì làm sớm hơn thì tốt hơn nữa. À, comment xuống cái điều này giúp Huy ạ. Đường nào cũng phải làm sớm thì tốt hơn. Comment xuống câu này giúp Huy. Comment xuống cái câu này. Đường nào cũng phải làm sớm thì tốt hơn. Đường nào thì mình cũng thành công thôi, tôi thành công sớm tốt hơn. Đường nào thì mình cũng nhân bản, giúp đỡ cho người khác thì làm sớm thì tốt hơn. Đường nào mình cũng sai, sai sớm thì tốt hơn. Đường nào mình cũng phải đặt mục tiêu sớm thì tốt hơn. Đường nào mình cũng phải làm sớm thì tốt hơn. Đường nào mình cũng phải học, học sớm thì tốt hơn. Đúng không ạ? Ok. Đấy, thì đấy là cái gì ạ? Cái vòng lặp. Ok ạ? Một cái công thức này thôi đã giúp cho chúng ta có thể là gì ạ? Nhận ra rất nhiều điều trong cuộc đời này. Rồi, tiếp theo. Chúng ta thấy gì ạ? Cái đầu tiên để mà chúng ta gì ạ? Sửa sai, đó là chúng ta phải có cái năng lực, bốn cái năng lực cốt lõi này sẽ giúp cho chúng ta gì ạ? giúp chúng ta hiểu được cái vòng lặp này. Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Bài học mới chỉ xuất hiện khi chúng ta kết thúc cái bài học cũ. Nếu mà chúng ta không kết thúc cái bài học cũ thì cái bài học cũ nó cứ lặp đi lặp lại, đúng không ạ? Đấy, cho nên là không có thất bại, tất cả chỉ là phản hồi. Nhớ cái điều này, không có thất bại, tất cả chỉ là phản hồi. Nếu mà chúng ta làm mà không có kết quả thì tức là gì ạ? Tức là chúng ta đang, cái phản hồi về là chúng ta đang là gì ạ? Chúng ta đang làm chưa đúng cách. Làm mà chưa đạt được kết quả là thất bại thì tức là chúng ta đang làm gì đó chưa đúng cách. Và cái bài học ở đây là gì? Cái phản hồi này để giúp chúng ta đạt được cái bài học gì? Đó là lý do tại sao mà trong đội nhóm của Huy ạ, Huy thường xuyên hỏi các bạn cái câu hỏi này. Bài học của em là gì? Khi mà các bạn gặp một vấn đề, gặp một khó khăn nào đó thì Huy thường hỏi các bạn là bài học của em là gì? Mình không tập trung vào vấn đề, có rất nhiều người tập trung vào vấn đề, tập trung vào sai sót của mình mà không tìm cách ra cái giải pháp để mà sửa chữa nó, để sau này mình không gặp cái tình trạng đấy nữa. Mà mình là gì ạ? Mình cũng cứ đắm đuối vào trong cái vấn đề đó, vào sai lầm đó. Và cuối cùng là gì ạ? Lần sau mình lặp lại. Khi mà mình không tìm ra giải pháp mà vòng lặp cuộc đời nó vẫn cứ xảy ra. Xuân hạ thu đông, rồi buổi sáng thì mặt trời mọc, buổi tối thì mặt trời lặn. Thì đấy là một vòng lặp đúng không ạ? Chúng ta thấy không ạ? Trái đất cũng đang lặp đi lặp lại. Bốn mùa xuân hạ thu đông, trái đất đang quay vòng quanh xung quanh mặt trời cũng là một vòng lặp, nó quay chính quanh tâm của nó cũng là vòng lặp, đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Mặt trời cũng quanh quanh một cái hố đen vũ trụ ở trong cái giải thiên hà của mình cũng là một cái vòng lặp, đúng không ạ? Rồi cái giải thiên hà của mình cũng quay quanh một cái hố đen cực kỳ lớn ở trong vũ trụ thì nó cũng là vòng lặp. Đấy, tất cả mọi thứ nó đều vòng lặp. Thế thì chúng ta phải nhận thức ra cái điều này. Cho nên cái năng lực đầu tiên của chúng ta đó là năng lực nhận thức. Để mà nhận thức được chúng ta phải học.
Cho nên là chúc mừng tất cả anh chị em hơn 674 thành viên ở trong cái phòng Zoom ngày hôm nay đã là gì ạ? Chúng ta đã có cái sự nhận thức ra rằng là gì ạ? Chúng ta đang nằm trong cái vòng lọc. Được ạ? Nhận thức đấy là cái năng lực đầu tiên và năng lực cốt lõi nhất của con người. Nếu như mà không có năng lực cốt lõi này thì mọi cái thứ khác nó xảy ra, nó không xảy ra. Và chúng ta gì ạ? Sẽ bị kẹt ở trong cái vòng lọc này của chúng ta mãi mãi, vĩnh viễn chúng ta bị kẹt trong cái vòng lọc này. Được không ạ? Kẹt trong cái vòng luân hồi mà không thoát ra được, không trở lên, không trở thành gì ạ? À, không trở thành thần thánh được, à, giống như là nhà Phật hay nói. À. Thì khi đó chúng ta gì ạ? Chúng ta cứ bị luẩn quẩn. Nếu như mà ai mà đang bị cái tình trạng, hoặc trước đây chúng ta bị tình trạng là gì ạ? Chúng ta không biết làm thế nào, chúng ta bế tắc trong công việc, làm gì cũng sai, làm gì cũng không thành công, không đạt được cái mục tiêu của mình, và luẩn quẩn và bế tắc không làm được. À, thì đây chính là cái vấn đề do chúng ta không nhận thức ra được cái vòng lặp của mình đang ở trong cái vòng lặp đó nhưng mà chúng ta không nhận thức ra được, đúng không ạ? Sau khi chúng ta nhận thức ra được rồi thì chúng ta phải có một cái năng lực tiếp theo, đó là gì ạ? Năng lực học hỏi, được chưa ạ? Học hỏi để giúp chúng ta là gì ạ? Nhận thức. Nhưng mà nhận thức sau khi nhận thức ra thì chúng ta là gì ạ? À, nhận thức đó là gì ạ? Mình đang ở trong vòng lặp. Nhận thức đó là gì ạ? Mình đang làm sai cái điều gì đó, không biết là sai cái điều gì, thì mình dạy bế tắc. Mình bế tắc bởi vì sao ạ? Mình chưa chịu học. Đấy. Cho nên là học hỏi là một quá trình cần thiết để vượt ra khỏi cái gì ạ? Cái vòng lặp cuộc đời. Đó là lý do tại sao mọi người cần phải đi học. Đấy. Có rất nhiều người cần đi học, rất nhiều người thích đi học nhưng mà không giải thích được lý do tại sao mình phải đi học. Rất nhiều người mong muốn phát triển bản thân nhưng không giải thích được lý do tại sao mình cần phải phát triển bản thân. Phát triển bản thân đấy là một cái cách để chúng ta thoát ra khỏi cái vòng lặp này. Có rất nhiều người cũng ngờ ngợ, cũng bắt đầu nhận ra là mình đang sai, mình đang ở trong cái vòng lặp nào đó nhưng mà không biết làm thế nào để thoát ra. Thì đây chính là một trong những cái cách đó. Hãy dễ, hãy đi học. Và nhớ này, tại sao là học hỏi? Đi học là chúng ta phải hỏi. Chúng ta không hỏi thì chúng ta không bao giờ chúng ta đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn. Đấy nhỉ? Rồi. Khi mà chúng ta học hỏi rồi thì chúng ta phải có những cái quyết định. Chúng ta phải ra cái quyết định. Đây là một năng lực vô cùng quan trọng. Năng lực đầu tiên là nhận thức. Năng lực thứ hai là năng lực chúng ta có khả năng học hỏi. Đấy. Nhận ra cái sai của mình và sửa. Nhưng mà sau khi chúng ta nhận ra cái sai rồi thì chúng ta phải ra quyết định. Đó là chúng ta phải sửa chữa những cái sai lầm đó. Bởi vì có rất nhiều người biết sai nhưng mà vẫn làm. Biết sai nhưng mà vẫn làm. Đúng không ạ? Chúng ta phải ra quyết định là phải sửa, tôi phải sửa ngay, mà sửa nó phải sửa ngay, phải sửa thật nhanh, đúng không ạ? Nếu không gì ạ, cái vòng lặp là ngày ngày mai cái vòng lặp nó quay trở lại. Bởi vì chúng ta không ra quyết định thì cái gì ạ, ngày mai một cái ngày mới nó xuất hiện và chúng ta lại quay trở lại từ đầu đó. Và khi sau khi chúng ta dịch quyết định rồi thì chúng ta phải hành động ngay, hành động ngay, đúng không ạ? Hành động ngay đó. Thế thì đấy lý do tại sao mà khi mà chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải gì ạ? Lặp lại quá trình này: nhận thức, học hỏi, quyết định và hành động. Và sau đó chúng ta lặp lại hành động thì chúng ta lại phải liên tục nhận thức. Đấy. Ok không ạ? Thì đó là cái quá trình mà giúp chúng ta gì ạ? À, giúp chúng ta có thể vượt qua được cái vòng lặp cuộc đời của mình. Đấy. Nhận thức, đây là bốn cái năng lực giúp chúng ta vượt ra khỏi cái vòng lặp cuộc đời mà để tạo ra cái vòng lặp nó liên tục gì ạ? Liên tục tiến lên. Đấy. Đây. Đây là chính cái vòng lặp mà gì ạ? Liên tục tiến lên. Đó. Anh chị em thấy không? Chúng ta sẽ phát triển theo đường xoáy ốc này. Nếu như mà chúng ta không có quá trình học tập thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ bị kẹt và cái đường xoắn ốc của chúng ta nó gì ạ? Nó rất là bé. Nó có thể nó cũng tăng trưởng nhưng mà rất là bé. Hoặc là gì ạ? Nó không tăng trưởng. Nó không phát triển, nó chỉ gì ạ? Lặp đi lặp lại một cái quá trình. Ví dụ như ai đó mà đang kiếm được một số tiền nào đó mà 3 năm, 5 năm trước mình kiếm được số tiền đó mà bây giờ mình vẫn được kiếm tiền số tiền đó thì chứng tỏ là gì ạ? Là chúng ta đang ở trong cái vòng lặp rất bé. Được không ạ? Nếu mà chúng ta đang kiếm được một số tiền và số tiền này nó tăng trưởng, cái tiền nhé anh chị em ạ, tiền nó không phải là kết quả, tiền nó chính là cái đo lường cái kết quả của chúng ta. Tiền nó là một cái chỉ số đo lường cái kết quả của mình.
Cho nên là chúng ta sử dụng tiền để chúng ta đo lường xem là gì ạ, là chúng ta có phát triển hay không. Nếu mà cái thu nhập của chúng ta nó tăng trưởng và chúng ta nhìn thấy cái sự tăng trưởng của nó trong tương lai thì đó là một cái điều tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm một công việc mà chúng ta không nhìn thấy sự tăng trưởng về tiền thì đấy là cái công việc mà chúng ta đang làm sai, hoặc chúng ta đang đang không đi đúng hướng. Đúng không ạ? Cho nên cái việc học tập, làm việc, cam kết đấy là chúng ta gì ạ? Chúng ta sửa chữa đấy. À, cam kết là chúng ta làm việc, học tập liên tục. Đó. Thì chúng ta sẽ phát triển. Và có một câu nói đó là gì ạ? Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Bởi vì ạ? Bởi vì dù chúng ta cũng tắm ở cái dòng sông đó lần thứ hai, nhưng mà cái nước của dòng sông đó nó không còn như cũ nữa rồi. Cái dòng thời gian nó không còn như cũ nữa rồi. Được không ạ? Cho nên là gì ạ? Là chúng ta sẽ liên tục phải thay đổi, liên tục phát triển, liên tục phải đi lên. Và đó lý do tại sao chúng ta phải phát triển bản thân trước khi phát triển công việc kinh doanh. Khi mà chúng ta học tập, chúng ta phát triển, chúng ta phá vỡ cái vòng lặp của mình, thì cái tiền hay công việc kinh doanh nó được định nghĩa, nó được đánh giá bởi tiền thì nó cũng sẽ phát triển. Được không ạ? Đấy. Và chúng ta hãy tìm ra cái ikigai của mình. Cái ikigai nó là một cái định nghĩa của một cái người của người Nhật về tìm ra cái sứ mệnh của mình, tìm ra cái thứ mà mình làm tốt nhất, mình làm cái triết lý hay là cái gọi là cái giá trị của cuộc đời. Đấy. Nó gọi là cái giá trị cốt lõi, triết lý sống hay là sứ mệnh của mình nằm chính là ở trong ikigai. Có những thứ ở trong cuộc đời này mình làm vì mình thích, đúng không ạ? Có những thứ trong cuộc đời là mình làm vì mình cảm thấy mình làm nó dễ dàng. Những cái gì mình làm mà dễ dàng ấy, thì cái đó là cái thứ bạn làm giỏi. Đúng không ạ? Cái thứ mình làm mà không cần cố gắng thì cái đó là mình giỏi. Đấy. Rồi có những thứ giúp mình làm để kiếm tiền. Có thể mình cũng không giỏi, có thể mình cũng không thích, nhưng mà gì ạ? Cái đấy nó giúp mình có tiền cho nên mình làm. Ví dụ như là cái việc mà khi mình làm công nhân chẳng hạn. Cái đấy là cái thứ mà mình không thích nhưng mà mình vẫn làm bởi vì nó giúp mình có tiền. Cái đấy mình cũng chẳng giỏi. Bởi vì nếu mà mình giỏi thì mình đã có một cái đam mê, mình có một cái thứ là gì ạ? Thành công, nhưng mình cũng chẳng giỏi. Bởi vì cái đấy nó giúp mình kiếm được tiền cho nên là gì ạ? Nó kiếm được ít tiền. Nếu mà mình giỏi thực sự thì sao? Thì mình sẽ thành chuyên môn, mình sẽ trở thành cái đam mê và mình sẽ làm cái việc đó rất là tốt và mình sẽ kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên mình sẽ làm những thứ mà giúp cho thế giới cần. Có những thứ mà thế giới này nó cần thì mình phải làm cái việc đó. Ví dụ như là mình thích chơi game chẳng hạn, đấy là mình làm cái điều mình thích và chơi game rất giỏi, đấy là đam mê. Điều mình giỏi và mình thích đấy là đam mê. Tuy nhiên thì cái đam mê thì nó có nhiều đam mê tạo ra tiền và đam mê không tạo ra tiền. Cho nên là gì ạ? Có những cái đam mê không tạo ra tiền thì nó cũng chưa phải cái thứ làm cho mình sung sướng. Mình cảm thấy hài lòng nhưng cảm thấy nó vẫn vô dụng. Đấy. Có những người mình có những điều mình thích, ví dụ như là mình thích làm cô giáo và mình đi làm cô giáo. Đấy. Tức là cái thế giới họ cần những người cô giáo. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó giống như một cái nghĩa vụ, mình làm cô giáo hoặc là mình làm cái công việc thì làm bác sĩ đi, hoặc là mình làm công an hoặc làm cái gì đó, nhưng mà mình thấy rằng nó mới chỉ đang là một cái nghĩa vụ, một cái trách nhiệm thôi, đúng không ạ? Mình tinh thần mình cũng vui vẻ nhưng mà không có giàu có, được chưa? Bây giờ có những cái thứ mà mình giỏi và giúp giúp mình kiếm được tiền thì đấy gọi là chuyên môn của mình, thì mình là một trở thành một chuyên gia. Ví dụ một cái người chuyên gia về về nấu ăn, chuyên gia về ẩm thực thì cũng kiếm được tiền thoải mái đấy, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cảm thấy trống vắng, cảm thấy thiếu thốn cái điều gì đó đấy. Có những người thì kiếm được tiền và làm những cái việc mà thế giới cần thì cảm thấy rất là thỏa mãn, nhưng mà nó vẫn chưa chắc chắn, nó vẫn chưa đúng lắm, bởi vì cái thứ mình làm nó không phải thứ mình giỏi nhất, cho nên dẫn đến cái việc mà gì ạ? Mình làm xong thời gian mình lại bỏ cuộc. Bởi vì sao? Bởi vì mình không đạt được cái thứ mà giống như người khác có. Đấy. Thế thì cái ở giữa nó ikigai nó chính là gì ạ? Nó chính là sứ mệnh của mình, nó chính là cái giá trị cốt lõi của mình, nó chính là cái con người của mình. Đấy.
Và nếu như chúng ta tìm ra được cái Ikigai này thì chúng ta sẽ thực sự là sẽ trở nên thành công viên mãn luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi đó chúng ta thắp lên cho mình một cái ngọn lửa vĩnh hằng. Cho nên là trong cuộc đời chúng ta có hai cái ngày vô cùng quan trọng. Ngày thứ nhất đó là ngày mà chúng ta sinh ra. Ngày thứ hai đó là ngày chúng ta tìm được lý do tại sao mình sinh ra trong cuộc đời này. Đấy là chính là cái ngày mà chúng ta tìm ra cái Ikigai của mình, hay chúng ta tìm ra cái sứ mệnh thực sự của mình. Đúng không ạ? Thế thì cũng là hai cái câu hỏi mà Huy hỏi Huy. Tại sao mình lại làm cái công việc mình đang làm nhỉ? Anh chị em nên hỏi mình cái câu hỏi này. Nếu như mà mình làm cái công việc mình đang làm mà không có tiền, mình có làm không? Nếu như mình làm cái công việc mình đang làm mà có rất nhiều tiền, mình có làm không? Thì trước đây thì Huy làm lĩnh vực là nhà thông minh. Thì cả hai câu hỏi này của Huy đều là không. Thế thì mình lật lại cái câu hỏi, mình hỏi hai câu hỏi khác. Câu hỏi thứ nhất đó là gì ạ? Câu hỏi thứ nhất đó là mình làm gì mà không có tiền mình vẫn làm, mình làm gì mà có rất nhiều tiền mình vẫn làm. À, khi đó mình trả lời được cái Ikigai của mình đây, tìm được cái Ikigai của mình đây này. Cái này mỗi người có một câu trả lời khác nhau nhé. Anh chị em có muốn nghe cái câu trả lời của Huy không? Nếu muốn thì comment số 6 với Huy được không ạ? Ok, cảm ơn anh chị em. Thì khi đó thì Huy mới mới tự trả lời cho mình. Đó là mình làm gì khi mà không có tiền mình vẫn làm. Làm cái gì mà có rất nhiều tiền mình vẫn làm. Gnet không phải, lúc đấy chưa biết Gnet đâu. Lúc đấy chưa biết Gnet là gì. Lúc đó thì mình thấy rằng là mình làm cái việc gì mà không có tiền mình vẫn làm từ thiện. Nếu mà có rất nhiều tiền thì mình cũng đi làm từ thiện. Thì từ thiện nó chỉ là một cái con đường thôi. Nhưng mà cái ở đây cái sâu xa hơn nó là gì ạ? Mình thích giúp đỡ mọi người. Mình thích giúp đỡ người khác. Khi mình giúp đỡ người khác mình cảm thấy vui và không có tiền mình vẫn làm. Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom này thấy rằng là gì ạ? Khi mình giúp đỡ người khác mình cảm thấy vui, mình cảm thấy sung sướng. Mà cái cảm giác sung sướng đấy nó sướng hơn cái cảm giác mà mình có tiền. Cho nên là mất tiền mình vẫn làm. Thì comment xuống ạ. Comment xuống là tôi ạ. Và nếu như mình có rất nhiều tiền, thực ra là mình chưa bao giờ có rất nhiều tiền, mình chẳng biết là khi nào mình có rất nhiều tiền cả, mà chẳng biết là mình có rất nhiều tiền thì mình sẽ làm gì. Nhưng mà mình nhìn những cái người mà đang có rất nhiều tiền ấy, giống như ông Bill Gates, giống như ông Jack Ma, giống như ông giống ông Phạm Nhật Vượng, Jeff Bezos, rồi là Jack Zuckerberg, thì những cái người giàu nhất trên thế giới, giàu nhất trên Việt Nam thì họ đang làm gì? Họ có làm việc không? À, họ vẫn đang làm việc. Nhưng họ không phải làm việc vì họ nữa. Đúng không ạ? Mà họ làm việc vì người khác. Như vậy là gì ạ? Cái sứ mệnh của mình ấy, nó luôn luôn là gì ạ? Luôn luôn vì người khác, không phải vì bản thân mình. Vì bản thân mình thì nó sẽ chúng ta đang lọc với vòng lọc nhỏ. Nhưng vì người khác thì chúng ta sẽ làm vì vòng lọc lớn. Như vậy là gì ạ? Mình tìm ra cái sứ mệnh của mình đó là giúp đỡ mọi người. Ồ, lúc đấy mình sung sướng quá, mình bảo ui mình tìm ra sứ mệnh của mình rồi. Mình sứ mệnh của mình nó là giúp đỡ mọi người, còn làm thế nào để giúp đỡ mọi người thì mình không biết, nói thật lúc đấy không biết. Khi đó mình đang trắng tay, không có tiền trong tay, còn nợ nần như chúa trộm, nợ nần đầm đìa, không có tiền, không có kiến thức, không có mối quan hệ, mất hết mối quan hệ, mất hết tiền, kiến thức thì cũng chẳng biết là mình có kiến thức gì. Nhưng mà gì ạ? Mình mong muốn giúp đỡ mọi người. Mình thích điều này, mình đam mê cái điều này. Không có tiền mình vẫn làm, có rất nhiều tiền mình sẽ vẫn làm. Thì khi đó thì bắt đầu mình mới tìm ra cái công việc nào để mình giúp đỡ mọi người. Thế thì đầu tiên ấy, để mình giúp đỡ mọi người ấy, thì mình phải có tiền. Nhưng mà tiền ấy, thì giúp đỡ mọi người, mình có tiền mình đưa cho người khác thì mình mất. Nhưng có cách nào đấy mình giúp đỡ mọi người mà giúp đỡ xong rồi mình lại giúp đỡ được người nhiều người khác nữa. Thì đó chính là gì ạ?
đó chính là trí tuệ của mình. Khi mình nâng cấp cái trí tuệ của mình lên ấy, thì mình càng giúp đỡ mọi người thì mình càng còn. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là gì ạ? Khi mình có trí tuệ rồi, mình giúp đỡ người ta xong ấy, thì mình không mất đi mà mình lại càng còn, thậm chí là càng dày hơn, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là gì ạ? Đó là lý do tại sao mình phải học. Mình học để mình giúp được nhiều người hơn, nhưng mà gì ạ? Nhưng mình không bị mất đi mà mình lại tiếp tục còn để giúp người khác. Chứ bây giờ nhé, mình cứ coi như là mình kiếm được nhiều tiền nên mình kiếm được 100 triệu đi, 100 triệu mà đem đi cho thì tí là hết, đúng không ạ? 100 triệu mà đi cho là tí hết, cho mỗi người vài triệu tí hết, xong cùng mình lại gì ạ? Mình lại nghèo, mình nghèo mình lại gì ạ? Mình lại không cho nữa, hết tiền nó cũng cho sao nữa, đúng không ạ? Đấy, cho nên muốn giúp được nhiều người thì chúng ta phải gì ạ? Phải có nhiều kiến thức. Và trong cuộc đời chúng ta, đó là chúng ta khi mà chúng ta giúp được nhiều người thì chúng ta thấy cuộc sống nó gì ạ? Nó viên mãn hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi đó chúng ta đã phá vỡ cái vòng lặp nhỏ để chúng ta bước ra vòng lặp lớn. Cho nên cái vấn đề của chúng ta ở đây đó là gì ạ? Nó phải gia tăng cái hiệu quả công việc của mình để mà chúng ta làm việc, để mà kiếm được nhiều tiền hơn, để mà gì ạ? Có thời gian hơn, để mà gì ạ? Để mà chúng ta giúp được nhiều người hơn. Phải gia tăng cái hiệu quả của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải xây dựng cái hệ thống kinh doanh. Cần phải xây dựng cái hệ thống kinh doanh, đúng không ạ? Để mà biến cái điều đó nó trở thành tự động, biến cái quá trình thành công nó trở thành tự động. Thì đấy là cái khao khát của con người. Và giúp được nhiều người hơn, tức là chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Ví dụ như này, cũng là Huy ngồi đây chia sẻ với khoảng độ 5-7 anh chị em, thì Huy cũng ngồi đây Huy chia sẻ với cả gì ạ? 670-650 anh chị em, thì cái hiệu quả của Huy nhiều hơn, cái giá trị Huy trao đi được lớn hơn. Cho nên đó là từ sau trở đi anh chị em chúng ta gì ạ? Hãy liên tục chia sẻ cái kiến thức này, hãy chia sẻ cái phòng Zoom này, để đừng, nếu mà chúng ta học thì đừng học một mình, chúng ta hãy kéo đội nhóm mình vào học chung, hãy kéo thêm những cái người không phải đội nhóm mình vào học chung, hãy khuyến khích giúp đỡ mọi người học. Đừng có ích kỷ, đừng có học riêng một mình, mà mình phải giúp cho người khác cũng học cùng với mình, đúng không ạ? Và tất nhiên là cái người mà họ muốn này, bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta không thể giúp được tất cả mọi người trong cuộc đời này. Có những người chúng ta muốn nhưng chúng ta không giúp được, bởi vì chưa chắc họ đã muốn. Cho nên hãy tìm những cái người mà họ muốn giúp, sau đó chúng ta giúp họ trước. Bởi vì năng lực chúng ta còn yếu, chúng ta không thể nào giúp tất cả mọi người. Đến như Bác Hồ cũng không giúp được tất cả mọi người, đúng không ạ? Để mà chúng ta giải phóng đất nước, để mà chúng ta hòa bình, để mà chúng ta trở thành một cái dân tộc độc lập, thì chúng ta cũng phải gì ạ? Cũng phải hy sinh, đúng không ạ? Không thể nào mà chúng ta muốn tất cả mọi người đều có một cái cuộc sống hòa bình, yên ấm, nếu mà chúng ta không đấu tranh, nếu mà chúng ta không hy sinh, chúng ta không có sự chết chóc, thì chúng ta không thể nào có một cuộc sống như hiện nay, không có một cái quốc gia độc lập tự chủ như hiện nay, có phải không ạ? Đó, cho nên là đôi khi chúng ta phải hy sinh cái nhỏ vì cái nghiệp lớn, hy sinh cái nhỏ vì cái lớn, đúng không ạ? Chúng ta có thể mất một vài người để cứu một vài trăm người, mất một vài nghìn người để cứu một vài triệu người. Chuyện này là cái chuyện mà chúng ta phải nhìn đến cái tầm nhìn lớn thì chúng ta mới làm được. Chúng ta phải mất một vài cái đồng tiền nhỏ để chúng ta gì ạ, có một cái đồng tiền lớn. Rất nhiều người gì ạ, khi mà bắt đầu một công việc bảo là phải gì ạ, phải đầu tư một chút thì không chịu, đúng không? Không chịu đầu tư, muốn có thành công nhưng không chịu đầu tư. Có một số người bảo là gì ạ, phải dành thời gian để học nhưng không có thời gian để học, không chịu đầu tư, thì làm sao ạ? Cái vòng lặp này nó mãi mãi diễn ra như vậy, không thể nào mà gì ạ, thoát ra được, được chưa ạ? Đó, không thể nào thoát ra được. Rồi, chúng ta nhớ này, đấy, tại sao người khác thành công và mình lại chưa? Bởi vì sao ạ? Đa phần chúng ta không tìm ra được cái sứ mệnh của mình, thiếu đi cái tầm nhìn, nhìn ngắn quá. Nhìn ngắn thì chúng ta gì ạ? Chỉ cơm áo gạo tiền thôi, cơm áo gạo tiền trước mắt thôi, không có nhìn xa được. Và khi đó thì cuộc sống chúng ta nó cứ gì ạ? Luẩn quẩn. Hoặc chúng ta dễ dàng thỏa mãn với những gì chúng ta đạt được. Khi mà đạt được một cái mục tiêu nho nhỏ là chúng ta thỏa mãn với nó, và chúng ta lại gì ạ?
chúng ta rời xa cái mục tiêu lớn. Đôi khi có những người có cái tôi quá cao cho nên họ không nhận rằng họ sai, họ lúc nào cũng đúng. Cho nên thầy tôi mới nói là gì ạ? You can be right or you can be rich. You can be right or you can be happy. Bạn có thể đúng hoặc bạn có thể giàu. Bạn có thể đúng hoặc bạn có thể hạnh phúc. Khi cái tôi cao ấy, thì lúc nào bạn cũng đúng. Và khi bạn đúng thì bạn không biết đâu bạn sai chỗ nào cả. Và khi bạn không biết bạn sai chỗ nào thì bạn không biết bạn cần phải sửa chỗ nào. Và khi không biết là mình phải sửa chỗ nào thì mình lặp lại cái vòng lặp là gì ạ? Vòng lặp nhỏ. Vòng lặp là gì ạ? Vòng lặp mà không biết sửa ở đâu cả. Đôi khi chúng ta cũng không chịu lắng nghe người khác nói. Người khác nói thì bảo cái thằng này nhỏ tuổi hơn mình làm sao mà nói mình. Ở trong cái phòng Zoom này có rất nhiều cô bác lớn tuổi hơn Huy rất nhiều. Cho nên họ gì ạ? Họ sẽ coi thường Huy. Họ sẽ nói rằng là gì ạ? Cái thằng này bé, ít tuổi hơn mình, tuổi gì mà mình phải nghe nó. Không lắng nghe, đấy là một vấn đề. Có chúng ta có thấy là gì ạ? Có rất nhiều người ít tuổi hơn chúng ta, nhưng họ kiếm nhiều tiền hơn chúng ta, họ kết quả hơn chúng ta, đúng không? Nhưng chúng ta không nhận thức ra được vấn đề. Cho nên chúng ta gì ạ? Chúng ta không lắng nghe họ, chúng ta không hạ được cái tôi của mình. Có nhiều người thì sao ạ? Sợ công nghệ hoặc là sợ rằng là những thứ mà chúng ta thay đổi, chúng ta sửa, chúng ta thay đổi thì sẽ là gặp những cái vấn đề. Bởi vì đó là những thứ mà chúng ta không quen thuộc lắm. Công nghệ là một thứ chúng ta không quen thuộc lắm. Đó chính là cái vấn đề. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tất cả những cái thứ đó nó tạo ra, nó tồn tại, nó có một cái ý nghĩa nào đó. Công nghệ để giúp phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải là rào cản mà khiến chúng ta sợ hãi nó. Vì vậy là gì ạ? Chúng ta hãy đón nhận nó. Có rất nhiều người thì không đo lường. Không đo lường thì làm sao chúng ta biết được chúng ta đúng hay sai, đúng không ạ? Nhưng khi đo lường rồi thì không học hỏi để tìm ra cái gì ạ? Cái cách để chúng ta sửa chữa. Và có nhiều người thì sao ạ? Lười biếng. Lười biếng thì đa phần do chúng ta chưa tìm được cái con đường, chưa tìm được cái sứ mệnh, chưa tìm được cái người dẫn dắt để đi, để giúp chúng ta đi lên một cái nền tảng mới cao hơn, đúng không ạ? Có nhiều người thì không tập trung, làm nhưng mà không tập trung, dẫn đến là gì ạ? Cũng không thành công. Làm nhưng mà cứ nhiều mục tiêu quá, mỗi mục tiêu một tí, cho nên không tập trung. Không tập trung thì cũng không thành công được, anh chị ạ. Có nhiều người thì sợ khó. Bởi vì sao ạ? Họ nói rằng tôi đã làm nhiều lần rồi và tôi đã sai nhiều rồi. Đấy, cho nên là gì ạ? Cho nên họ không dám làm tiếp. Đấy, sợ khó cho nên là bỏ cuộc. Dễ dàng họ bỏ cuộc. Đây là lý do mà tại sao chúng ta chưa thành công. Và để mà chúng ta thành công thì chúng ta phải gì ạ? Phải đập vỡ những cái lý do này. Chúng ta phải có sứ mệnh của mình, chúng phải tìm ra cái sứ mệnh của mình, tìm ra cái ikigai của mình, đúng không ạ? Đấy, tìm ra cái tầm nhìn của mình và gì ạ? Phải đặt mình một cái mục tiêu lớn hơn để mình không dễ dàng thỏa mãn. Phải hạ cái tôi của mình xuống để mình sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng sử dụng những cái công nghệ, những cái thứ mà nó không quen thuộc với mình. Mà liên tục đo lường, liên tục học hỏi, liên tục phải chăm chỉ, kiên trì, đúng không ạ? Tập trung và gì ạ? Và sẵn sàng đón nhận những cái thử thách, sẵn sàng đón nhận những cái thứ khó và gì ạ? Không bỏ cuộc. Thì đó chính là những cái lý do, những cái thứ mà chúng ta vẫn thường nghe, những cái lý thuyết mà nói rằng là chúng ta phải thành công, chúng ta phải kiên trì, chúng ta phải gì ạ? Phải đặt mục tiêu lớn, chúng ta phải thế này, phải thế kia, đúng không ạ? Thì cái ngày hôm nay chúng ta giải thích được lý do tại sao chúng ta phải làm tất cả những việc đó. Ngày hôm nay chúng ta giải thích được ở tầng rất là sâu để hiểu về cái lý do tại sao chúng ta làm cái điều đó. Chúng ta giải thích được lý do tại sao cuộc đời chúng ta nó cứ lặp đi lặp lại những cái sai lầm. Chúng ta giải thích được lý do tại sao mà chúng ta làm mãi mà nó chưa thành công. Chúng ta giải thích được lý do tại sao mà nếu mà chúng ta không thay đổi thì chúng ta làm bao nhiêu lần thì nó cũng nó thất bại. Được không ạ? Và đấy là cái khi mà chúng ta giải thích được rồi thì chúng ta sẽ tìm ra được cái giải pháp. Và nhớ mấy câu này của Huy, đó là gì ạ? Thứ nhất, hãy chịu trách nhiệm 100% về tất cả những điều gì mà chúng ta gì ạ được gặp phải, tất cả những thứ xảy ra xung quanh chúng ta phải chịu trách nhiệm 100% tất cả những điều đó. Chỉ khi nào bạn nhận trách nhiệm về mình thì mình mới nhận ra là mình sai hay mình đúng. Còn nếu mình đổ lỗi cho người khác, là thằng khác sai, mình không có sai, thì mình không bao giờ mình tìm ra được cái vấn đề của mình và không nhận thức được vấn đề của mình. Thì đó là gì ạ? Đó là một cái vấn đề rất lớn. Có người nào mà cảm thấy mình không sai bao giờ không ạ?
Có ai trong phòng Zoom này là nghĩ rằng là mình không có gì sai không ạ? Đúng không ạ? Đó. Cho nên là gì ạ? Bài học mới chỉ xuất hiện khi bài học cũ kết thúc. Cho nên là hãy nhanh chóng học được cái bài học của gì ạ? Của chúng ta. Và đừng bao giờ đi khuyên cái lời khuyên miễn phí. Tại sao như vậy ạ? Bởi vì khi chúng ta khuyên lời khuyên miễn phí ấy, là chúng ta đang đặt cái cuộc đời của mình vào tay người khác. Chúng ta đang gì ạ? Chúng ta đang phụ thuộc vào người khác. Và khi chúng ta phụ thuộc vào người khác, rất có thể chúng ta sẽ đổ lỗi cho họ. Bởi vì sao? Bởi vì mày khuyên tao thế cho nên là tao mới sai. Bởi vì mày bảo tao thế cho nên tao mới sai. Bố mẹ mình bảo đừng làm con ạ, làm cái đấy nó lừa đấy, nguy hiểm. Thì mình sao? Mình nghe theo bố mẹ cho nên là gì ạ? Mình bị lừa thật. Mình nghe theo bố mẹ sau đó là gì ạ? Mình không làm được, mình không thành công. Cho nên mình quay trở lại, mình trách móc bố mẹ mình đổ lỗi cho bố mẹ mình. Cho nên việc đầu tiên đó là mình hãy chịu trách nhiệm 100% của tất cả những cái gì mà mình quyết định, tất cả những hành động của mình. Được chưa? Và không quan trọng bạn sống bao lâu, quan trọng bạn có bao nhiêu trải nghiệm. Tức là không quan trọng bạn sống bao lâu, quan trọng là bạn lặp lại cái vòng lặp này bao nhiêu lần. Cái vòng lặp này bạn lặp lại bao nhiêu lần, cái vòng lặp mà làm sai sửa ấy, bạn lặp lại bao nhiêu lần. Thì cái đấy mới quyết định là gì ạ? Là cái sự trưởng thành của mình. Có nhiều người đến 50-60 tuổi vẫn chưa trưởng thành. Nhưng có những người chỉ 20-30 tuổi họ đã trưởng thành. Cho nên là đừng nghĩ về số tuổi khi mà chúng ta nói chuyện với nhau. Đừng nghĩ về số tuổi khi mà chúng ta học tập. Đừng nghĩ rằng là mày ít tuổi hơn tao thì tao không đáng học mày. Hay là mày ít tuổi hơn tao thì mày không đáng làm thầy tao. Không phải như vậy anh chị em ạ. Vì có rất nhiều người thầy nhỏ tuổi hơn mình. Có rất nhiều người mà Huy ngưỡng mộ mà họ nhỏ tuổi hơn Huy rất nhiều. Không nhất thiết là mình cứ phải là sống đủ lâu. Mà gì ạ? Sống lâu nó là một cái trả cơ hội để chúng ta trải nghiệm nhiều hơn người khác. Nhưng không có nghĩa là chúng ta gì ạ? Là cứ sống lâu là chúng ta gì ạ? Có nhiều trải nghiệm hơn. Vì vậy là gì ạ? Hãy cho bản thân mình nhiều trải nghiệm hơn. Vì vậy là chúng ta hãy đi nhiều hơn, hãy du lịch nhiều hơn, hãy đi chơi nhiều hơn, hãy đi kết nối nhiều hơn. Được chưa? Hãy thử những cái món ăn mới, hãy làm những cái công việc mới, hãy gặp những cái người bạn mới, đúng không ạ? Hãy nói những câu chuyện mới, hãy đi những con đường mới, hãy thử món ăn mới, nói chung là hãy làm những cái thứ gì đó mới. Và hãy cho con cái của mình những cái trải nghiệm mới liên tục cho con mình những trải nghiệm mới. Đó là lý do tại sao mà Huy thường xuyên cho con đi du lịch. Huy thường xuyên cho con đi du lịch bởi vì sao? Bởi vì giúp nó có nhiều cái trải nghiệm hơn. Và khi nó có nhiều trải nghiệm hơn thì nó sẽ có cái bản lĩnh hơn, nó sẽ dễ dàng thành công hơn. Ok không ạ? Ok, thì hôm nay thì thực sự là hôm nay là đang bị đau cổ họng đau rất nhiều anh chị em ạ. Không hôm nay không nói to được. Nói to nó đau, nó rát. Nhưng mà bởi vì sao ạ? Bởi vì cái sứ mệnh của Huy đó là giúp đỡ mọi người. Sứ mệnh của Huy đó là gì ạ? Là mong muốn mang cái kiến thức mình, mang những trải nghiệm mình chia sẻ cho người khác. Và đó là cái điều mình yêu thích, đó là cái điều mà mình đam mê, đó là cái gọi là cái điều mà mình rất là sung sướng khi mình làm. Cho nên là gì ạ? Cho nên kể cả là gì ạ? Là cổ họng bị đau, kể cả là có vấn đề gì đó về sức khỏe, nhưng mà Huy vẫn gì ạ? Vẫn liên tục cống hiến gần 2 năm trời, vẫn cống hiến cho đội nhóm, cho anh em. Bởi vì sao? Bởi vì không phải là vì anh chị em đâu ạ. Bởi vì Huy thích làm điều đó. Bởi vì Huy cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy sung sướng khi được chia sẻ với hơn 600 anh chị em. Và những cái lời cảm ơn, những cái lời biết ơn, những cái lời chia sẻ, những cái lời động viên của anh chị em, đó chính là cái gọi là động lực để Huy có thể làm việc tốt hơn, là mạnh mẽ hơn. Cho nên ngày hôm nay là bị đau cổ họng, cho nên là cái giọng nó sẽ không được to, nó không được vang, thì cũng là gì ạ? Là xin anh chị em thông cảm. Nếu mà có cái điều gì đó nó phục vụ của Huy nó chưa tốt thì mong anh chị em thông cảm, bỏ qua cho Huy, đúng không ạ? Ok, thì ngày hôm nay thì cái phần chia sẻ của Huy thì cũng đến đây thôi. Huy cũng mong muốn anh chị em chúng ta có thể nhận thức được cái vấn đề của mình, cái vòng lặp của mình, và tự mình giải quyết cái vòng lặp của mình. Nhớ này, chúng ta phải chịu trách nhiệm 100% mà tự mình
giải quyết cái vòng lặp của mình. Đừng có nghe cái lời khuyên của người khác, bởi vì họ không sống cuộc sống của chúng ta, họ không sống cái cuộc đời của chúng ta, họ không biết cái vòng lặp của chúng ta. Cho nên chính chúng ta mới là cái người giải được cái vòng lặp này. Không ai ngoài chính chúng ta giải được vòng lặp này. Không phải bố mẹ chúng ta, không phải vợ, không phải chồng, không phải con cái chúng ta, mà chính chúng ta mới là cái người mà giải cái vòng lặp này. Nhưng mà gì ạ? Bằng các kiến thức mà chúng ta học được từ những người khác. Đúng không ạ? Ok, thì xin cảm ơn cô bác anh chị em một lần nữa vì đã lắng nghe, đã comment, đã tạo năng lượng cho phòng Zoom và tạo năng lượng cho Huy để giúp Huy có thể chia sẻ được nhiều hơn, chia sẻ nhiều giá trị hơn, cống hiến nhiều hơn để mình hoàn thành cái sứ mệnh của mình một cách tốt hơn, hiệu quả hơn. Rồi, một lần nữa biết ơn tất cả cô bác anh chị em và chúc tất cả cô bác anh chị em một cái ngày thành công, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.